hai sao Bồ Đào Nha nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu sau phát ngôn chào cúp cho Argentina. Sau thất bại trước Maroc, Pepe không ngần ngại phát biểu nhắm vào trọng tài điều khiển trận đấu. Trung vệ của Bồ Đào Nha cho hay, việc để một trọng tài người Argentina bất chính ở trận đấu hôm nay là điều không thể chấp nhận được. Hôm qua, Lionel Messi và tuyển Argentina đều phàn nàn về chất lượng trọng tài. Chúng tôi có đủ những phẩm chất để vô địch World Cup, nhưng cuối cùng lại để thua. Sau những gì tôi thấy ngày hôm nay, giờ họ có thể trao chức vô địch luôn cho Argentina cũng được. Đồng đội của Pepe là Bruno Fernandes sau đó cũng có phát ngôn tương tự. Theo The Sun, bộ đôi tuyển thủ Bồ Đào Nha đã ám chỉ cáo buộc FIFA đã giản xếp khi sắp xếp tổ trọng tài người Argentina với ông Facundo Tello điều hành chính trận đấu để cố tình loại Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022 trong trận gặp Maroc. Tuy nhiên, những lời cáo buộc của Bruno Fernandes và Pepe được xem không có nhiều căn cứ thuyết phục. Cũng theo tờ báo của Anh cho hay, những phát biểu này của bộ đôi tuyển thủ người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ khiến cho họ bị FIFA để mắt đến và sẽ có một cuộc điều tra, với khả năng cả hai đều bị cấm thi đấu ở các trận quốc tế dài hạn.